Hello chào mừng các bạn trở lại với Châu Đói Tùng và đến với một đoạn đường trên của Sao ngày hôm nay sẽ là trận đấu giữa Olaf cùng với Darius anh em nhé và cùng xem Sao sẽ có một án gánh tim như thế nào nào. Let's go. Leave nothing behind. Ok một trận đấu uh, Smurf Rank tiếp anh em ơi. Ngọc Tài tiếp theo chi tiết nó sẽ là chinh phục đắc thắng huyền thoại tốc đánh cùng với cho nhau cuối cùng bằng phụ lấy vật tốc tiếp cận và bánh bích quy. Chỉ số Ngọc sẽ là sát thương cùng với máu trực tiếp phép bổ trợ là tốc biến và tốc hành anh em nhé. Tin hơi buồn cho anh em một chút là hiện tại sao chúng không có livestream liên minh huyền thoại mà chuyển sang chơi Black Myth không? Không có đánh liên minh nữa anh em à, mấy ngày gần đây là không có giao án, mình cũng không thấy có suộc livestream liên minh huyền thoại. Hóa ra là ông ấy ngồi chơi Black Myth công phải đến mấy chục tiếng ấy. Ngồi phá đảo thế giới ảo ở bên cái bộ môn đang rất hot hiện tại và đang hơi thiếu giao án cho anh em tham khảo những cái giao án liên minh. Ngày hôm nay sẽ là một trận đấu smurf ray anh em nhá. Darius đánh bằng tốc biến cùng với thiếu đốt thì đốt thì nó sẽ có tác dụng đó là giảm hồi máu của Olaf và đa Rất những cái đội đầu thì nó vẫn là một con tướng khá mạnh với năm sách nội tại thì cũng xem xem là sao sẽ xử lý kèo này đối như đối nào đối anh đối em nhá của... dọ khởi đầu với kiếm Doran ha đối đối kiếm Doran bình máu khởi đầu để xem xem là có xử lý kèo với tướng tủ của mình nó tốt hay không để mà cánh tim nữa ván này thì cánh dưới đang có một đội hình khá mỏng với virus Zerat cùng với Nocton và Aurelion Sol đam tay cấp 1 của Olaf là có số 89 và kèo này thì các bạn đánh theo kiểu là đừng để đối phương lấy 5 stack nhé đối phương 5 stack có độ 1 là cũng hơi nguy hiểm đó anh em đặc biệt là đối phương đánh bằng thiếu đốt nữa nếu đối phương đánh bằng tốc hành á thì đôi khi vẫn có thể ôn in được ở level 1 cấp 1 đã có đánh nhau to rồi sao cho có muốn tham vui hay không đối phương yếu máu đi về và quyết định của sao cho cũng là ở lại khu vực đường trên thôi Chu chu chờ xử lý kèo ha đánh nhau to rồi anh em ơi hình như nó không dừng lại mà đánh nhau to tim sao cho thiếu người Đối phương có 5 người và vẫn đang quăng qua quăng lại những cái bộ kỹ năng đến từ cả hai bên. Sao cho mừng thì đang ngồi xem phim à? Ờ, không đang làm gì đấy. Tôi thấy Darius rất tốc biến rồi đấy. Con Darius tốc biến rồi anh em nhá. Nó tốc biến lên nó chơi cả team rồi. Chết đường giữa và sau đó thì rừng cũng đang cố gắng tốc biến né quy gì của Darius. Như vậy Darius cấp một nâng quy anh em nhá. Đối ừ, phương lại có mất tốc biến đã đã nữa thôi rồi. Kèo này tôi nói thật là Darius ăn chiến công đầu đôi khi mất spell đấy, như vậy cũng sẽ đúng. khó xử lý với Olaf đối phương có mạng đó, liên tục là... ạ, vãi. Đó, Chết tới 3 mạng ăn được đúng một mạng của Salad ạ. Đó, đó, đó. Double kill dành cho Varus một chút sự gỡ gạc khi mà đối phương đâm vào quá sâu. Và với việc đối phương có được đó, một... có, đúng đó, đúng điểm đúng. kinh nghiệm đến từ 3 mạng hạ gục, đối ừ. phương sẽ up level 2 sớm hơn so với thông thường một chút. chút. Quyết định của Sachmon cũng không phải là đẩy đứng nhanh và đóng băng đợt lính farm từ từ thôi. Né quy rìa tốt. Đánh tay quy cái. Nhặt dìu đánh tay quy thêm cái nữa không? Cú này thì không nên quy anh em nhá, Cú này quy là nó sẽ bị mất dìu. Mất dìu thì bạn lại không áp lực ăn lính được. Thôi thì giữ dìu lại đối phương Onin thì mình quy mình chơi luôn ha. Đối phương up level 2 nha. Yeah. Level 2 với quy với cái gì đây? Darius không mua thêm cái gì nhiều cả. Đối phương level 2 nâng quy W Level 2 cho mừng với một tình huống hit kinh nghiệm. Và sau đó thì Onin luôn không có tốc biến đến từ vị trí của Darius 5 stack. Nhưng không có tốc biến, không có thiêu đốt. Và solo kill dành cho mừng Hết spell và đánh láo dữ bạn. Không, thực ra pha này thì đối phương hơn level nên đối phương đánh láo thôi anh em Chỉ là đối phương không tính được là Xochimilk sẽ lên level 2 kịp ở con lính vừa rồi Dẫn lên một nhịp hít kinh nghiệm con lính lên level 2 với EQ Là đủ cơ sở để all in dành cho Xochimilk Kèo này thì Olaf thường là đánh mạnh ở level 6 Nó sẽ là tối ưu chất tướng bởi vì là level 6 thì Cái tận thế Rorok nó sẽ né được cái combo EQ của Darius kèo này mà Darius không EQ để hồi máu được là rất dễ bị con Olaf nó đi sát người nó né quy anh em nhé một mạng gục với hai mảnh của giấy thép gai và tái sử dụng đi lên còn phép bổ cho tốc biến pha vừa rồi đầu tư tốc hành thôi anh em nhé đầu tư hai spell cấp độ 1 đến từ Darius để có thể bắt bớ vào các thành viên của team Sotomon và cái kết, kết là đi đường không có lại con Olaf chết một mạng kèo này bắt đầu thấy nó nặng nặng rồi đó anh em cái kèo này là cái kèo mà Darius đã phải đánh rất là chuẩn chỉ, đã phải lăn cầu tuyết, thực sự rất là tốt. Bằng không thì Olaf nó sẽ rất dễ kiểm soát kèo. Trước cấp độ sau đã có một mạng solo kill dành cho Sachemung rồi. Thì cùng xem tên lính này sẽ làm cái gì anh em nhé. Đường dưới chết liên tục thế này thì hỏng rồi. Hỏng cho đường dưới thôi chứ còn nó lại vui cho anh em. Cánh dưới phí phí một tí đôi khi chúng ta lại được xem những giao án gánh tim của Sachemung. Son lang thang và bị dịch cùng với xin giao đấm từ nhà đến trường Tên này quyết định farm an toàn đến từ sao cho mà thôi Cố gắng thải quen lính từ xa và cấu rỉa thôi anh em nhé Khi đã ném dìu ở mức độ xa như vậy thì không nên all in Nó sẽ mất rất là nhiều thời gian để các bạn nhặt lại cái dìu ấy Chiu chiu ha Pha này lợi thế về mặt trang bị có dành cho sao nhưng mà nó cũng không quá nhiều và đợt lính cũng hơi to nữa Đánh nhau chấp đam lính cũng sẽ hơi phiền Lát thì giới trụ ha, Darius level 5 trước Darius cái tân này chắc là một là đi cắm mắt Hai là EWQ để né cái tình huống ăn xe của Sao thôi Nhưng mà mất E trước mặt của Olaf là nó đấm từ nhà đến trường chết đấy anh em nhé Kèo này Darius phải giữ cái E lại để đánh theo kiểu All-in năm stack sau đó thì EQ hồi máu còn kèo này mà ôn in trượt một cái quy thôi là đi luôn đấy anh em thảy quy lát hít và cấu gì ở đến từ sao Đối phương đánh tay trước một đòn ạ à. thấy à, Thế thì né quy dìa à, trả lại một quy Sau đó thì đi bộ lại đánh tay e Nhặt dìu lên tiếp tục đánh tay quy tiếp không Không Chơi hít ngắn hạn với ba stack nội tại của Darius Đối phương mất tầm gần nửa cây 1 phần 3 cây máu của Darius vừa mất Trong khi đó Sotomong đã giữ máu của mình rất là tốt Với tình huống không đâm sâu An toàn ha Khả năng cao đối phương đã hồi lại cái thứ đốt rồi anh em nhá Với tân lính này thì đối phương cũng đang đánh an toàn rồi Dừng ván này nóc tân oh, chắc là hơi cần thời gian để farm level 6 Quy cấu gì đi cắm mắt ha Dừng đối phương xin giao là nó không cần level 6 để đi ganh anh em nhé Cắm mắt bụi cỏ chạc 3 Sau đó thì một con lính nữa lên 6 dành cho Olaf của Sochumo 5 phút 30 mấy tức là đối phương vẫn chưa hồi tốc biến Thiếu đốt thì khả năng cao hồi rồi nhưng mà tốc biến thì chưa Quy trúng Ragnarok la vào né quy dìa luôn Tầm này có E thì cũng không làm được cái gì nữa rồi cái Rodorock thực sự là một cái công cụ để Olaf nó all in cái kèo Darius rất là tốt anh em ạ Mà thường kèo này khi mà bị Rodorock all in thì con Darius nó phải có tốc biến Một là để chạy, hai là để có những pha đánh tay W lấy 5 stack sau đó thì quy flat để lái quy dìa Còn nếu như không có tốc biến là khô cách nào để lái quy dìa đâu anh em nhá Olaf nó bật Rodorock nó đi sát người nó né quy dìa là đi luôn con Darius Chắc chắn là đi luôn á Kèo này có cái mạng thứ hai là thấy nó hơi lệch lệch rồi Pha sau thì đối phương sẽ hồi tốc biến nhưng mà pha đấy thì sao cho mừng lại có cả tốc hành tốc biến. Giày thép gai trước. Cứ phải sống trước rồi tính sau anh em ạ. Giày thép gai và hai thanh trường kiếm đi lên. Và nữa thì đang tạm ổn nhưng mà có vẻ là Son đang không ổn lắm với 02 KDA. Và cái việc thua len một con dích thì nó đẩy cho chắc là không ngóc đầu lên nổi đứng giữa đâu anh em ạ đồng đội bắt đầu chửi nhau à đó kìa <laughs> chiêu chiêu anh em ơi ô đang khỏe ô gánh tin anh em ơi cùng xem cái hướng lên trang bị của sao cho mừng với Olaf nó sẽ là những món trang bị nào anh em nhá bot bị bằng trụ hơi ngợp rồi chưa có Ragnarok rock trong pha này nên chắc là farm an toàn ha farm an toàn chơi hết ngắn hạn thôi anh em ơi tranh lệch một cấp độ cùng với trang bị cũng là tương đối nóc thì vẫn đang farm lấy level 6 và không biết là có ý định ganh đường trên hay không Cánh dưới bắt đầu chỉ nhau hơi nhiều rồi đấy anh em ạ Level 1 nó hơi nặng nên là thua lên và bắt đầu có dấu hiệu lục đường đối bộ đến từ team Sashomer Pha này có rắc rắc rồi anh em nhá Quy rắc rắc lao vào đánh tay e từ nhà đến trường tiếp tục quy tiếp Đối phương còn tốc biến thì tốc biến đi, tốc biến đi đến Darius Lách trái lách phải tốc biến đánh tay với e làm sao mà lách <laughs> Xử lý chắc cốt thật sự ạ à? Tốc biến lên đánh tay để giữ ra rock, rock và sau đó thì bổ e làm sao mà trượt được những cú e và những cú đánh tay. Đồng đội đang có một pha ra tranh 2 vs 2. Sau chung đã đến kịp với một cú quy mắc tầm và có mạng của Zik thêm một cú quy nữa. Double kill. Mid rừng hơi gãy nhưng mà sau lại di chuyển ra và bắt được cho mình đó là cú double kill cùng với hai sâu. Hơi tiện để ăn luôn ha. Nóc ăn được một sâu sau ăn nốt hai con thì nó sẽ là ba sâu lượt một dành cho team của sau măng. Và với chất tướng Olaf nó cái cũng quen. là một con tướng có khả năng để lẻ tốt Nên có càng nhiều sâu thì càng tốt thôi Ok anh em reset với tầm một k 8 tiền này Đấy boss phí thoải mái nhá Chill, chill anh em ơi Giáo thiên ly khởi đầu dành cho Olaf của Sochamung à ừ. Quyết định khởi đầu với một cái giáo thiên ly chứ không phải là một cái chùy phản kích hay là không phải là một cái dìu đen anh em ạ thì cùng xem xem là với giá thiết ly sức mạnh của Olaf nó sẽ như thế nào Đây là một trang bị nó bị kém sát thương hơn so với các trang bị đấu sĩ khác Nhưng bù lại thì nó sẽ có khả năng phục hồi rất là tốt dành cho Olaf Một con tướng vốn dĩ đã có được cái khả năng phục hồi rất là tốt Kèo này lệch rồi ha Kèo này thì chúng ta không nói nhiều đến cái kèo đi đường một một về lý thuyết nữa Mà lúc này chúng ta sẽ xem xem là con Olaf nó sẽ giết con Darius như thế nào Kịch bản ra sao Phát trước là cả hai bên đều đổi Ủa, spell rồi à? anh em nhé Đều đổi tốc biến rồi Đứng giữa solo kill được hay không Son không đủ sát thương và xin giao có mặt Son bị đấm từ nhà đến trường Và lên bản đếm số với mạng dành cho đường giữa đối phương Mít tiếp tục feed tiếp rồi anh em ơi Nhưng mà con Olaf 50 này nó đang Cực kỳ khỏe để gánh team Nên là cánh dưới có quyền fit Nhà feed vừa vừa thôi nhá Nocturne lúc này đang farm chiêu chiêu Thì bị đối phương vào úp thẳng trong khu vực Bãi chim và sau đó thì thậm chí là bị sai lát giết luôn đó. Mất hoang tưởng Lần đầu tiên hoang tưởng trong pha đấu này nó là một lần lên bảng đếm số của bản Nocturne Thực sự là không có tí tác dụng nào luôn đấy anh em Gerard đường dưới cũng bị đối phương ganh chết luôn rồi Nhấp nhà cấu gì với Quy Né e đối phương Bổ củi cái không Đa rớt tầm này thua hai level đồ đạc thế này là không có cách nào đánh lại nữa anh em nhé Kể cả là giờ có lấy 5 stack hay là có Quy gì trúng chúng hay cái gì nữa không, không thể đánh lại luôn đấy anh em Bởi vì có Olaf này nó quá là nhiều đam rồi cứ quy vào nhặt dìu sau đó đánh tay từ nhà đến trường là chết thôi Mà chắc chắn là đối phương sẽ không dám farm những cái tân lính như thế này Đối phương sẽ có xu hướng là ôm trụ để farm an toàn thôi Quy không thành công rồi, xe to ông ơi Đủ tỉnh táo để nhặt dìu quăng ăn xe to chứ không phải là tấn công của Darius phía bên kia Vì cái mạng của Darius bắt đầu đối tiền rồi anh em nhé, đối phương chết tới mạng thứ ba rồi Bổ một cái e vào đối phương đang trả đam với Quy gì à? Đối phương E trượt, đối phương tính E để giữ 5 stack nhưng mà không được Quy chúng lao vào với Ragnarok rồi Chắc chắn là chết, không có tốc biến Cố gắng thiêu đốt chiêu cuối để đổi mạng nhưng mà sát thương là không đủ Có bánh bích quy để hồi máu Và tiếp tục là solo kill dành cho Sachemong với mạng thứ tư Ở khu vực đường trên tính solo kill rồi Còn bú được thêm hai mạng của bộ đôi mid rừng đối phương nữa Thì đang là một con Olaf 6 mà hạ gục nhưng bị xin ra hỏi thăm rồi Quy làm chậm đối phương và sau đó thì bị lính đánh 13 máu còn lại chắc tự sát ha Cảm giác máu này có W cũng không lật kèo được ấy con sinh ra nó cầm mưa kiếm anh em ạ Nếu như phần này có giá thiên ly thì mình nghĩ là có thể quay lại đánh được đó Nhưng mà chỉ có W không thì lại không đủ Sợ bị đối phương này tự sát được anh em ơi ba lớp giáp trụ đường trên cùng với một mạng hạ gục nữa trong uh tổng số 4 lần solo kill và sau đó thì có được cho mình giáo thiên ly và hai trường kiếm sai lát quật thấm thế nhở có sai lát lễ hai linh hồn à sai lát này xem tiktok hơi nhiều rồi Con sai lát thực ra nó là con tướng có thể lên trí mạng được anh em nhé nó lên theo kiểu vô cực kiếm cùng với lại hai linh hồn được vì cái nội tại của sai lát thì nó chuyển đam vật lý thành đam phép mà sai lát này cũng chắc là có xem tiktok hơi nhiều đấy anh em một con xe lát lưỡi hai linh hồn ở đây là sẽ có một vài cái lối chơi theo kiểu là sojin nữa chẳng hạn một cú quy mắc tầm có làm chậm lại từ nhà đến trường là giờ tầm này thì còn cái gì để chạy nữa hả bạn không tốc biến đúng không quy gì hồi máu được bao nhiêu không có cái quy gì nào ở đây cả 150 tiền cho một mạng hạ gục nó thực sự là một mạng quá rẻ rồi mà Olaf lại không phải là con tướng lên theo cái kiểu nguyệt quế cao ngạo được ha Thực ra lên thì vẫn được thôi nhưng mà nó sẽ hơi trôn đấy Đồng đội đang ping ăn sâu lượt 2 à Mất trụ một toàn bản đồ khu đứng dưới rồi bot thua đường chửi nhau um sùm xong rồi lại còn mất trụ một toàn bản đồ nữa Sau chung sẽ có một trụ năm lớp giáp trụ Nhưng mà lại không có tiền chính công đầu về trụ Không sao, vẫn khỏe Nhưng mà đang không có chiêu cuối liệu rằng cân hai được không nhở Nếu mà Darius cùng với xin giao cùng lên thì sao Tôi nghĩ máu này với giao thiết ly chắc là cân hai được đó sâu lượt hai bị xin giao nó bú mất rồi Quyết định về nhà với một cái hai tiền và để xem sẽ lên cái gì đồ hai anh em nhé. Gerard tốc biến bỏ chạy với một chấm máu. Chita đã W theo nhưng mà Ây da, à, có thêm sai lát nữa thì chịu rồi. Dìu mãng xà ở món trang bị thứ hai dành cho Olaf của Sancho trong lúc đó thì đồng đội lại tiếp tục lên bàn đếm số. Một bảy Gerard. sút đít thì thôi rồi. Sai lát quyết định lao thẳng vào trong trụ đối phương để tấn công với những đòn đánh tay và sát thương đến từ thiếu đốt liệu rằng có đủ hay không tốc biến quang bom đến từ dịch và thành công trong việc lấy mạng của Aurelion Son người vừa reset tiền thảm chưa reset tiền xong fit mạng vào tay con dịch phía bên kia sau cho mong thì bỏ qua đường trên để xuống dưới đánh rồng rồi còn Olaf này có tốc biến có tốc hành có rắc rắc cấp độ 11 và đã đã là một tiếng mở trước đây từ Nocturne Nocturne có hoảng sợ một e ăn mạng shutdown 500 sau đó thì quy chúng Chitana có mạng dẫm nhảy tên lửa tại chỗ đến từ Chitana đánh láo thế nhở Mày đi Zerat bú mất cái mạng này rồi, Zerat gì xét tiền à Có Rock, Rock có tốc hành Tốc hành lao lên nhặt dìu quang quy tầm tối đa làm chậm đối phương bật Rock, Rock lao vào Hút máu lại với giáo thiên ly Đánh tay và sau đó thì đứt lưu đánh tay để có thể còn mạng của Zik Pha du đấu xung quanh dưới bản đồ và vét được khá nhiều mạng dành cho Mông. Một con salad này khỏe nhá Salad E1 lên copy cái tận thế đối phương E2 trượt sau đó, có giáo thiên ly có w đối phương đấm chí mạng nổ kìa Uầy. À, <laughs> mà... nó vẫn sao tìm sao được góc nào? lại e 2 luôn mà anh em sao à? wow. xài lát sát thực vật lý này khỏe à, ha à, ron son thì bắt nạt được một con đa đứt yếu ở khu đường trên đối phương trốn và bắt thành công sau đó thì đánh tay liên tục chí mạng và sau đó thì là một tiếng đấm Đi, Đi con Salad này luôn ạ ừ. ừ. Đi con Salad này đó, đó, thì phải phải Mất trụ đúng. mít, mất thêm mạng đó, thứ 19 vào tay đối phương đoạn, là... Đồng đội đó, bắt đánh đánh đầu cãi nhau nhiều vào đầu hàng Một kịch bản thường thấy mà thôi Đồ 2 có vẻ đánh đánh nó sẽ là vô cực cho Salad đây anh em Một lối đồ khá là YOLO đến từ support bên phía team 2 Đối phương đang ăn rồng và Sotomon quyết định di chuyển ra với tận thế rock, rock Có thêm dìu mãng xà để hồi máu Rồi quy đối phương bị chặt từ nhà đến trường này thì sai lát chí mạng sai lát AD của chúng tôi Chấp nhận câu chuyện mất rồng nhưng bắt được một con sai lát ở đây anh em ơi Khi nó đã rock, rock lao lên thì rõ ràng là sai lát không có gì để chạy Và Nocturne vừa rồi đã bắt được một con Tristana 4, ở đâu 4, 4. đó Đối ừ, phương rồi. ăn rồng xong bỏ lại một con Tristana 4, 4, 4. dành cho Nocturne à oh, like 4, 5, 5, Tính ra lúc này là hòa mạng rồi đấy anh em nhé 19 đều rồi anh em oh, đúng, đúng, đúng. Đúng, đúng. Đúng. Tiếp đúng. tục đẩy lẻ với một con Darius đường trên Darius quyết định là bỏ mạng của mình để ăn trụ Nhưng ăn có kịp hay không Đối phương có ba sâu hư không Đối phương sẽ kịp Đối phương lái quy gì không được Và đối phương xác định là chết rồi Một cái mạng lúc này 113 tiền ạ Đối phương hy sinh cái mạng 113 tiền để ăn một trụ Nó hoàn toàn là thỏa đáng này đối phương đang chơi chiến thuật gọi là bán mạng để farm không <laughs> bảy rồi Đồng đội ping là <laughs> dép giúp tôi con sứ giả Sao cho mong muốn đẩy thêm một tên nữa trước khi ra sứ giả chung với đồng đội Hay là ăn luôn trụ hai đỉnh trên nhỉ Tên lính phía sau nó cũng sắp tới rồi Trụ này còn hơi nhiều máu anh em nhé Cầm hai trang bị lớn cùng với ba sâu hư không Đang cố gắng bảo máu trụ trước khi đợt lính tiếp theo nó tiếp cận Tên lính này thì nó hết rồi và hút máu lại từ bãi người đá thôi Cái mãng xà bây giờ nó hút máu rất là nhiều anh em nhé Xin giao là người có mặt ở đây để đép bãi người đá Quang quy chúng Rắc là rắc có Bật chiêu cuối lao vào bửa luôn Đối phương tốc biến bỏ chạy vẫn ăn dìu Và sau đó thì Darius cũng đang bị đấm từ nhà đến trường ở đây Có Auradon Son double key cho sao cho Đàm quá lỗi rồi anh em à. Xin giao đép bãi người đá không được Lại còn tốc biến chết lên bảng đếm số chung với Darius ạ à. Darius đã ngợp lắm rồi Xin giao lại có lấy búp mạng thêm dành cho con Olaf này 13 mạng dành cho Olaf của Sotomon như cánh Điều dưới đá, bản đồ khi dịch đá, nó à. bắt đầu xanh Thì nó cánh, phá trụ cánh, là cực, cực kỳ nhanh Gian bằng... trụ cánh dưới coi như mất sạch trụ ngoài rồi Sailat chui thẳng vào trong trụ để tấn công vị trí của Varus Nhưng mà bị trói chân lại nên là phải tốc biến và thậm chí lên bản đếm số luôn Hút máu lại đến từ Olaf của Sotomon gần như là full cây Và có luôn trụ hai đường trên 700 Về nhà với 3k tiền hơn Nhưng mà trụ cánh dưới đang bị bào rất chóng mặt rồi một mình sao cho mình ăn được hai trụ đứng trên nhưng mà về đến nhà là thấy bốn cái trụ cánh dưới đã đi sạch rồi anh em nhé nhưng đây là một tình huống gỡ được mạng của Tristana tiền đang cầm đó là ba k hai sẽ sẽ mua một đồ lớn ở thời điểm phút thứ 18 của ván đấu 18 phút 3 đồ lớn khỏe ha Nào để xem xem lấy Vũ điệu tử thần à Nó không phải là dìu đen Nó không phải là một cái móng vuốt Mà nó là một cái vũ điệu tử thần để lấy thêm giáp cũng như đây là một trang bị nó có hồi máu, nó có giảm đam. Hợp lý ha. Cứ thế mà càn vào thôi anh em, đối, đối phương không sốc thử... chết được đâu. Đối phương sẽ không thể thử nào thử sốc thử chết thử 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 được thử con thử. Olaf đang cầm tới 2k6 máu lại còn có thêm vũ điệu tử thần và rất là nhiều giáp nữa. Trong khi Salad phía bên kia đã có cho mình cây vô cực rồi. Còn Olaf này nó chặt là con Salad này đi cũng nhanh đấy nhá. Lối lên trang bị này nó rất là mỏng ấy anh em. Tốc hành có, chiêu cuối có, Quy trượt rồi Quyết định đi bộ nhặt dìu mặc dù đối phương đã có 5 stack Nhưng mà 5 stack đối với Darius thì nó cũng không bao nhiêu đam cả ấy, anh em Double ký cho ạ Hốc ác thế không Zik đang bị làm chậm bởi Rylai và sau đó thì Zik bị phà từ nhà đến trường Zerath rót chiêu cuối ép được cái tốc biến mà thôi Zerath <laughs> đang bật chiêu cuối rót từ xa thì bị xin ra nó thông chết rồi Con xin ra sao nhìn mỏng thế nhở Xin ra này lên theo kiểu là full sát lực à anh em Sao nhìn nó có tầm nhìn mấy máu à Quyết định xuống dưới bot để bắt à? vị trí của mười 13 mạng dành cho Shermong nằm xuống hai mạng trong đó có một mạng tự sát và một mạng <laughs> bị con lát nó đấm chí mạng vào đầu. Mà như đã nói thì con lát nó rất là mỏng, đội hình đối phương căn bản ván này quá mỏng ấy. Con olaf này nó tiếp cận được nó chặt thì chỉ có nước cắm đầu cắm cổ mà chạy thôi. quyết định đi đẩy lẻ trụ đường dưới và trụ đường giữa đối phương còn nguyên anh em nhé thậm chí nó còn rất là nhiều máu trụ luôn á Tristana có một pha solo kill được Aurelion Son trước khi bị Varus dứt điểm với tình huống một chấm máu của Varus trụ trước người sau ha đối phương dùng gói chất nổ để rút lui nhưng mà gói chất nổ nó không đưa dích về vị trí an toàn và sau đó thì quy đấm từ nhà đến trường đánh tay với giáo thiên ly hồi gần 400 máu đánh tay liên tục bổ e đối phương còn quyền trượng còn quyền trượng cũng chết Quyền trượng nó chỉ rút cho dích sống lâu hơn một chút xíu nữa mà thôi Còn cái gói chất nổ vừa rồi kể cả là nó có hất được con dích lên đi chăng nữa mình nghĩ cũng chết à Nhưng mà nếu đối phương đứt lỗi như thế thì mình đỡ phải dùng tài nguyên anh em Đỡ phải dùng chiêu cuối hay là tốc hành hay là tốc biến gì cả Xin giao có mặt bửa luôn không? Chơi luôn bật rock rock bửa luôn Cái bán người thương cùng với cái q ba xin giao thực sự nó là vô nghĩa anh em nhé tanh trụ để ăn luôn cái trụ thứ hai bảy trăm nhưng mà mất máu hơi nhiều chứ ta tốc biến dậm nhảy tên lửa vào lính à sau đó thì làm một pha hút máu lại đến từ sau hút máu nó quá nhiều với giáo thiên ly cùng với w và outplay thành công của chị phía bên kia từng người từng người một ra để olaf nó solo từ dích cho tới xin ra cho tới chitana một pha xử lý cũng là khá tinh tế của chitana khi quyết định dọn lính trước để trụ bắn vào sao nhưng mà rất tiếc là trụ nó không trâu đến như vậy Trụ đã bị giải quyết ở bởi Sao Trâm à. Và khi trụ xong thì người cũng không còn luôn Một cái mong vớt Starak ở đầu thứ tư sau 21 phút Team nãy à. giờ bắt đầu cũng có dấu hiệu khỏe lại rồi ha Bắt nạt à. con Darius lúc này nó phí quá nhiều rồi Sai lát tung chiêu cuối Sau đó thì trốn nó bắt đồ vương các kiểu Sai lát chí mạng nhìn cũng phải là xanh ha Được ván bót gáp nên là lên đồ rất là <laughs> chịu chơi Nhưng mà Quên là đường trên của mình đang có một con Darius bị Olaf nó bán hành và nó đang nuôi quái vật nhưng con Salad này giống sắp chết nhờ Tần này quy trúng một cái ra rock lao vào là mình nghĩ chết luôn đấy Đối phương tâm trí là chủ động lao vào một một luôn ạ à. <laughs> Nghĩ mình khỏe hả bạn Sai lát trí mạng với chúng tôi Ăn được một mạng của sao cho tưởng là mình Tưởng là mình xanh Không tài đâu Không tài đâu Con Olaf này là bốn đồ nó bửa Không mất máu luôn mà Né quy gì à? Quy trượt Né e đối phương Nhấp nhà liên tục và sau đó bật đứt giảm đam Cần người đép trụ hai đường chơi có chiếc giác đang để lẻ kìa Nóc tân đang ở đường dưới thả sứ giả và Giai rát rót cuối từ xa để cấu gì à? Tôi nghĩ nãy giờ làm gì có ai vào ngưỡng máu để mà dứt điểm nhờ Quyết định của sao là ăn trụ đường giữa thay vì số đường dưới băng trụ Trụ ba đường giữa và trụ ba đường dưới đối phương đã bị làm mềm rồi một cú quy mắc tầm và sau đó đi bộ nhặt dìu quang quy tiếp từ nhà đến trường đối phương có quyền trượng đối phương có sai lát Ragnarok chưa hồi đến từ Sancho Mừng nhưng sát thương vẫn là đủ tốc biến đi đến từ Sylas Sancho Mừng đang chặt tiếp vào người của Xin Giao đắp một cho Sancho Mừng rồi Nocturne bú được cái mạng của Sylas yếu máu con Darius này thực sự là con Darius ao tới 5 level làm sao mà chơi game mạng đúng là chỉ còn đúng 100 tiền mà thôi 20 mạng dành cho Olaf của Sancho Mừng với triple kill hút máu quá nhiều các bạn thấy đánh nhau xong không mất máu mà cái vũ điệu là một trang bị hồi máu rất là nhiều anh em nhé các bạn tưởng tượng là đang bị trừ đam theo thời gian tự nhiên giết được người cái không trừ nữa ở ừ coi như nó giảm một lượng sát thương quá lớn đi và thậm chí là end game luôn à đối phương còn một người nữa đâu rồi ấy nhở đối phương còn thằng ad đâu rồi nhỉ anh em <laughs> quyết định bung nhà luôn à một game đấu đúng là đang thua bét tay là nhè thành một game đấu end game có tầm hai mấy phút anh em Kèo này là con Olaf ở cấp độ 1 nó đã bị một cái biến số rất là bất lợi là nó mất hết spell anh em ạ. Nó mất hai spell ở khu vực cánh dưới bản đồ để nó. Để thì... PK với team sao cho rồi nên nó lên đường trên khi mà nó không có spell để xử lý thì nó làm một con Darius 011. một 4 anh em ạ. Mặc dù khởi đầu rất là xanh cho bên phía của team 2 khi mà đường dưới thắng rồi Sylas cũng gọi là nấu nướng một tí với cái Sylas chí mạng nhưng mà căn bản là con Olaf này nó 20 mạng nó khỏe nó bổ tới 37.000 sát thương sau 23 phút. Vì mấy ngày gần đây đang không có nhiều giáo án nên là mình đang phải lấy mấy giáo án smurf rank xem cho nó kiểu là vui vui giải trí thôi anh em nhé chờ sao cho mừng uh, phá đảo thế giới ảo cái bộ môn black myth wukong sau đó thì uh, comeback uh, stream liên minh điện thoại mình lại tìm giáo án xem thêm còn uh, mình sẽ ưu tiên dành cho những giáo án của đời bao nhiều hơn anh em nhé cố gắng đón xem mỗi ngày nha các bạn cảm ơn các bạn rất là nhiều hẹn gặp lại anh em ở giáo án khác nha bye bye